Kính chào bà con đang theo dõi chương trình khuyến nông được phát sóng vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên kênh VTC 16. Thưa bà con, trong những năm trở lại đây thì mô hình nuôi chuồn quế kết hợp với chăn nuôi trồng trọt đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều nông hộ có thu nhập tiền tỷ. Trong chương trình khuyến nông ngày hôm nay, xin mời bà con cùng tới thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tham quan mô hình rất đặc biệt của chàng thanh niên Nguyễn Văn Mạc. Ở mô hình này, từ hai bàn tay trắng thì anh đã vươn lên chính mình, gây dựng thành công mô hình VAC với doanh thu cả tỷ đồng mỗi năm. Phát triển kinh tế của những người nông dân ít vốn như anh Nguyễn Văn Mạc. Rất đơn giản, chi phí thấp, nhưng con giun quế như một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn chăn nuôi, trồng trọt thân thiện, bền vững, tạo nên trang trại xanh khép kín của anh Mạc. Trung bình một tháng, anh Mạc tiếp đón khoảng 20 lượt bà con ở khắp nơi đến tham quan trang trại và học hỏi kỹ thuật nuôi giun quế. Điều đặc biệt, khu vực tưởng như ẩm thấp, toàn phân và giun này lại đang thu hút rất nhiều bạn trẻ đến xem và trao đổi. Trên mỗi mét vuông thì anh thả khoảng tầm độ bao nhiêu cân kg sinh khối, dạ vâng, để nó gọi là phù hợp. Dạ vâng, dạ vâng. Để làm giống thì bắt buộc phải là sinh khối, vì nó cứ thế mà nó về nó ăn uống và nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó thích nghi ngay từ ban đầu. Để một mét vuông á thì là chúng ta nên sử dụng cái sinh khối này là khoảng 20 cho đến 25 kg trên một mét vuông để đảm bảo cái độ dày để cho con giun nó thích nghi và phát triển ngay từ ban đầu. Mỗi một lần mà có các bạn trẻ mà là các đoàn viên thanh niên mà đến học tập cũng như đến để thăm và giao lưu ấy, thực ra là tôi cũng rất là vui bởi vì là tôi nhớ lại cái cảnh là từ 8 đến 10 năm về trước là tôi cũng ở dạng như thế. Chính vì vậy nên là tôi luôn luôn là dốc hết những cái gì mà tôi biết để tôi chia sẻ cho các bạn đó, để các bạn ấy có thể là qua những cái lời chia sẻ của tôi để các bạn có thể là về quê để ứng dụng được một phần nào đó để phát triển cho kinh tế của gia đình cũng như quê hương của các bạn ấy. Khởi nghiệp với con giun quế, anh Mạc gặp không ít khó khăn. Thời điểm năm 2011, những hiểu biết về giun quế còn rất hạn chế. Thêm vào đó, với một người ít kinh nghiệm và thiếu kỹ thuật như anh, việc nuôi lại càng khó khăn hơn. Cái năm đầu tiên thì mang con chuồn quế về thì là nuôi với diện tích là 1 mét vuông. Thì là khi đó là tận dụng những bóng mát, thế là tôi mới nuôi trong cái chuồng trại cũ của không, thả trực tiếp trên cái nền gạch, cái nền bê tông. Thì nó động nước rồi nó phát triển cực kém, suy nghĩ mãi bảo bây giờ ai lại nuôi giun mà cứ thế này thì là không phát triển được. Thế là mới bắt đầu tự mà tìm cách. Thế là sau bắt đầu mang thí nghiệm ra ngoài nền đất, nhưng lại đi nuôi gần các gốc cây. Nuôi gần các gốc cây trên nền đất thì cái cây đó phát triển cực mạnh nhưng cái con giun lại phát triển cực kém. Thế là đấy cũng là một cái sai sót, sai lầm. Thế là sau này mới là xây hẳn một cái chuồng trại cho nó đàng hoàng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tự mày mò qua sách báo, dần dần giun quế cứ thế nhân đàn và nghiệp chăn nuôi của anh Mạc cũng theo đó mà phát triển. Từ 1 mét vuông đầu tiên, đến nay anh Mạc đã mở rộng đến cả 100 mét vuông nuôi giun quế. Với diện tích này, số giun có thể đủ để cung cấp thức ăn cho hàng nghìn con ngan, gà, vịt, 2 ao cá giống và làm phân bón cho trên 100 gốc cây ăn quả. Tôi nuôi chuồn quế là phục vụ chính trong cái trang trại của mình, tự để nó phải tương ứng với lại cái số vật nuôi trong nhà mình, nên là diện tích của gia đình nên luôn luôn là khoảng độ 100 mét vuông quanh nuôi. Ngoài cái việc nuôi chuồn quế để ứng dụng trong cái trang trại nữa, còn phục vụ về cung cấp giống cho bà con và đặc biệt là hướng dẫn và chia sẻ những cái kỹ thuật, những cái gì mà bà con hỏi là bên tôi đều sẵn sàng là chia sẻ nhiệt tình và hết đến đó cho bà con, có thể là lần đầu tiên nuôi cũng phải thành công ngay. Lấy giun quế làm trung tâm để phát triển hệ thống trang trại liên hoàn trong vòng tròn chăn nuôi khép kín. Cụ thể, nuôi trâu, bò ngoài việc chính là xuất bán, còn lấy phân làm thức ăn nuôi giun quế. Giun quế lại làm thức ăn trực tiếp cho cá và gà. Phân gà được tận dụng làm phân bón cho cây trồng. Công thức này đã giúp anh Mạc giảm chi phí đầu vào, chủ động nguồn thức ăn cho các đối tượng sản xuất. Thay vào việc phóng uế chất thải chăn nuôi ra môi trường, thì anh Mạc đã tận dụng nó là nguồn thức ăn quan trọng cho các mắt xích sau trong chuỗi thức ăn. Những cái đồ mà hiện tại chúng tôi đang ứng dụng mà có thể nói là biến những cái thứ mà không có giá trị gì ở ngoài địa phương, đặc biệt là các vùng quê, mà lại thành có giá trị ở đây, chủ yếu đó là cái các loại phân, ví dụ chất thải con phân con trâu con bò. Khi mà mọi người đến các vùng quê thường là thấy chất thải phân trâu bò nó cứ bạt ngàn ở rìa đường ấy,
thì là thường là bên em bên tôi sẽ đi thu gom lại và mang về để phục vụ cho việc nuôi giun. Thế thì và nhờ con giun nó sẽ xử lý biến cái phân đó thành cái phân có giá trị và thành thức ăn có giá trị cho cái con gà và các loại vật nuôi khác. Thiết kế vườn ao chuồng khoa học, trung bình một năm anh Mạc xuất bán ra thị trường khoảng 3 tấn gà than thịt thương phẩm, 4 tạ cá giống, hơn 8 tấn lợn rừng, lợn thương phẩm và gần 7 tấn chuồn quế. Ngoài ra, từ trang trại anh Mạc còn có doanh thu từ trâu bò sinh sản, rau xanh và cây ăn quả. Chưa đầy 10 năm, từ hai bàn tay trắng, anh Mạc đã bước đầu thành công và hiện đang có thu nhập tiền tỷ từ mô hình trang trại xanh tổng hợp khép kín. Thưa bà con, mô hình trang trại xanh khép kín thực sự là mô hình rất tuyệt vời cho những trang trại chăn nuôi và trồng trọt thời kỳ 4.0. Ưu điểm của mô hình này là giúp người chăn nuôi trồng trọt tiết kiệm được rất nhiều chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, chăn nuôi, đồng thời cũng giảm thiểu bệnh tật và có thể phát triển chăn nuôi, trồng trọt bền vững hơn. Vậy khi thực hiện mô hình trang trại xanh khép kín này, bà con cần phải lưu ý những gì? Phóng sự ngay sau đây sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Chỉ với 100m2 nuôi chuồn quế, anh Mạc có thể khai thác được khoảng 20kg giun một ngày. Với đầy đủ dưỡng chất, giàu protein, lượng chuồn quế thu được mỗi ngày này không chỉ đủ để làm thức ăn cho đàn gà lên tới cả 1000 con, 2 ao cá, mà anh Mạc còn có chuồn sinh khối để cung cấp cho bà con. Anh Mạc cho biết, với việc sử dụng nguồn thức ăn này, anh đã giảm tới gần 40% chi phí thức ăn chăn nuôi trong cả trang trại. Giun quế nó là gián tiếp, nó cung cấp cho những con vật nuôi ăn và con vật nuôi mình sẽ bán ra, nên ra là cũng rất là khó để biết. Nhưng tuy nhiên thì là mỗi năm để mà cung cấp giống cho một số bà con khắp nơi trên cái khu vực miền Bắc này thì là cũng lên đến hàng trăm triệu. Để nuôi chuồn quế thành công, theo anh Mạc cần có 4 yếu tố: mái che, nguồn thức ăn đầy đủ, chuồng trại kiên cố và một điểm cực kỳ quan trọng là độ ẩm tốt. Ở góc độ mà hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ thì là chúng ta nên chia khoang ra, bởi vì hôm nay ta khai thác cái khoang này thì nó sẽ không bị ảnh hưởng khai thác khoang bên cạnh. Chính vì vậy nếu mà chăn nuôi khoảng độ 200-300 con gà chẳng hạn thì chúng ta khai thác một khoang thôi là chúng ta có thể chăm sóc được khoảng độ 4-5 ngày, sau lại tiếp tục sang khai thác khoang tiếp theo. Khi mà chúng ta tạo ra một cái mô hình mà thiết kế nó khoa học một tí thì nó sẽ đảm bảo được các yếu tố là tránh được cái rủi ro về dịch bệnh cũng như là tận dụng triệt để được cái diện tích đó. Thế thì chúng tôi có hệ thống chuồng nuôi trâu bò và nuôi lợn riêng biệt, và cái hệ thống mà phân lợn là chất thải của lợn hoàn toàn đẩy bioga, sẽ lấy cái khí bioga này làm khí đốt phục vụ trong sinh hoạt và lấy cái nước bioga để phục vụ trong cái việc tưới cây cỏ để phục vụ lại cho chăn nuôi trâu bò. Cái phân trâu bò thì hoàn toàn ứng dụng trong chăn nuôi chuồn quế hết, và cái khu vực chuồn quế được nuôi kế cận cùng với lại cái khu vực trồng cây ăn quả và chuồng gà, để tiện cho cái việc là sau khi khai thác chuồn quế xong thì chúng ta sẽ di chuyển ra cái khu vực cây ăn quả và chuồng gà được thuận lợi hơn. Cái khu vực trồng rau thì lại luôn luôn là khu vực dưới, ở gần khu vực ao chuông, vì rau sẽ cần cái tưới để cung cấp độ ẩm, và khi đó thì là mỹ lại nó điều hòa được cái không khí ở toàn trang trại nó sẽ tốt hơn. Nếu đã nuôi quy mô gia trại trang trại thì phải theo quy hoạch của địa phương. Đấy, phải nuôi ở những cái khu mà xa khu dân cư thì nó vừa là đảm bảo về cái an toàn cho đàn vật nuôi của mình, vừa không gây ô nhiễm môi trường cho khu dân sinh. Đấy, thì cái đấy là cái cần thiết. Thì chúng ta phải theo đúng quy hoạch của địa phương, và chúng ta cũng phải tính toán kỹ từ các cái yếu tố đầu vào cho đến cái sản phẩm đầu ra, thì để làm sao để chúng ta nuôi vừa là hiệu quả kinh tế cao, vừa là có cái tác dụng tốt để cải thiện về cái điều kiện xã hội và môi trường cho cái địa phương mình. Ngoài những lưu ý trên,
Một việc cũng quan trọng không kém là người chăn nuôi cần mạnh dạn đầu tư chuồng trại và cần tìm hiểu thời tiết, khí hậu địa phương từng vùng để từ đó lựa chọn những con giống, cây trồng vật nuôi sao cho phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển lớn mạnh của trang trại. Thưa bà con, hiện nay rất nhiều trang trại được xây dựng và sản xuất theo mô hình khép kín nhằm mong muốn mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm sạch và an toàn. Trong tiểu mục góc tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả có tên Lê Như Mạnh, số điện thoại 0693 3 số cuối 090 ở Thọ Xuân, Thanh Hóa có hỏi. Hỏi thức ăn và tỷ lệ cho ăn như thế nào thì phù hợp cho run quế phát triển tốt. Anh Mạnh thân mến, theo các chuyên gia, mỗi ngày thì run tiêu thụ một lượng thức ăn tương đương với trọng lượng cơ thể của chúng. Do đó mà anh cần phải chắc chắn cung cấp đủ lượng thức ăn cần thiết để nuôi run. Trong đó phân bò tươi và phân trâu tươi là món khoái khẩu nhất của run. Còn lại phân gà, phân lợn, phân vịt cần phải ủ cho hoai trước khi cho run ăn. Để cho run phát triển tốt, anh cần cho ăn theo cách như sau. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Mạnh, số điện thoại 065 3 số cuối 674 ở Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng hỏi như sau. Hỏi cách phòng bệnh và chữa bệnh cho cá lóc bằng tỏi hoặc là bột tỏi như thế nào? Vâng, với câu hỏi này của anh Mạnh, các chuyên gia cho biết tỏi có tác dụng phòng và trị bệnh cho cá. Khi cho cá ăn tỏi để phòng bệnh thì liều dùng sẽ thấp hơn so với liều trị bệnh và cụ thể như sau. Xin được trả lời cho câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thiện với số điện thoại 0984 3 số cuối 387 ở Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội có hỏi như sau. Xin hỏi kỹ thuật nuôi và xây chuồng nuôi lợn siêu sạch như thế nào? Anh Thiện thân mến, theo các chuyên gia thì đây là một quy trình khá dài và trong khuôn khổ thời lượng của chương trình chúng tôi thì không thể tư vấn chi tiết cụ thể cho anh được. Tuy nhiên sẽ có một vài điểm mà anh cần phải lưu ý như sau. Bà con, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khuyến nông của chúng tôi ngày hôm nay tại đây. Xin được cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Và nếu như có bất cứ thắc mắc nào, xin bà con hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số điện thoại 1900 6145. Các chuyên gia sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.